Hồ Ly. Đấy, tối rồi, tranh thủ đông vắng khách thì ăn đi, đêm rồi còn trực. Anh không thấy là từ sáng đến giờ em không nở một nụ cười à anh Thịnh? Tôi không để ý. Anh cũng không để ý là từ sáng đến giờ em cũng không hé mồm ra em nói một câu hả? Tôi nói cô đừng buồn nhé, ai tôi cũng để ý, riêng cô tôi lại không để ý thế. Anh phải để ý. Tôi phải để ý. Vì sao? Vì anh là quản lý, anh phải để ý đến cảm xúc của tất cả mọi người chứ. Thì tóm lại là có chuyện gì? Mất bị lừa anh ạ. Chứ như nào? Lừa mất 50 triệu. Thế là cả gia sản của em anh Thịnh ơi. 50 triệu là một nửa của 100 triệu mà cô bị lừa. Ngu. Không, ý tôi bảo là làm sao mà bị lừa? Em cùng với bạn trai mới quen đi ăn với nhau gặp khách hàng của anh ý. Đến lúc thanh toán thì anh ấy quên ví ở nhà. Vì tình cảm, em đã đưa thẻ của mình ra cho anh ấy quẹt, mượn 50 triệu đó. Nhưng anh biết không, đó là lần đầu cũng là lần cuối em với anh gặp nhau. Rốt, dại dài là chết. Đúng rồi, cũng chỉ còn cách chết đi thôi. Phải. Bố mẹ ơi, coi như là cuộc đời này con bất hiếu. Hẹn bố mẹ kiếp sau con được trả ơn bố mẹ. Con khoan, đây. Cái này là cái gì? Thuốc ngủ liều cao. Anh cứ để cho em chết đi. Chỉ có cách này để giải quyết được mọi vấn đề. Chạy này. Cứ bình tĩnh nhá. Còn người thì còn của. 50 triệu đó là tất cả với em có hiểu không? Trời, bao nhiêu khoản nợ trên đầu em. Tiền nhà, tiền cửa, tiền điện, tiền nước, tiền gửi về cho bố mẹ dưới quê. Mẹ em còn đang bị bệnh nữa anh ơi. Rồi. Không còn cách nào khác. Thôi, cứ bình tĩnh, kiểu gì cũng có cách giải quyết mà. Anh đã bảo là kiểu gì cũng có cách không giải quyết. Không còn cách giải quyết nào nữa, anh cứ đưa đây. Vĩnh biệt anh. Bây giờ như này. Ôi, anh mang danh nghĩa cái quản lý của anh ra, riêng về vấn đề này anh giúp em. Anh sẽ thông báo với tất cả mọi người trong công ty về cái sự việc của em. Rồi anh sẽ bảo mọi người đóng góp, mỗi người một tí, gọi là của ít lòng nhiều, rồi gom vào, rồi để cho em trang trải cuộc sống, rồi em có một ít tiền em gửi về cho mẹ, cho bố nhá. Tôi thấy có được không hả anh? Ồ kìa, anh đã bảo rồi, chúng ta là một tập thể, sống tối lửa tắt đèn có nhau. Không phải lo nhá, không phải lo. Chưa bao giờ em thấy anh đẹp trai mà tốt bụng như lúc này. Vào rửa mặt đi, rồi ra ăn nhá. Em cảm ơn anh. Đi, bình tĩnh nhá. Vào trong đấy đừng có làm liều nhá. Cứ bình tĩnh nhá. Còn người còn của em ơi, nhá. Đúng thật, tuổi trẻ, dại. Tôi. Này, anh đã dặn chú bao nhiêu lần rồi, đi làm thì phải đeo cái thắt lưng vào để anh xốc quần lên cho. Tôi. Thái ơi. Gì? Em vừa uống. Ôi dồi ôi, Thái ơi. Thì... Ôi dồi ôi. Gì? Lá vàng còn ở trên cây lá xanh. Ôi dồi, sắp rụng rồi em ơi. Em tụt huyết áp rồi, làm gì mà anh khóc cái ghê thế? Đỡ rồi. Tụt nhưng mà bây giờ không kéo lên được đâu em ơi, em gì? Anh khóc vì giờ đây anh sắp xa em rồi. Anh khóc vì giờ đây anh sắp mất em rồi, Thái gì? Ơi. Em ở đây anh điểm sao ấy? Cái đây là thuốc ngủ liều cao chỉ dành cho những người muốn tự tử thôi. Ôi cái này nó biến chứng rồi. Ôi rồi, đi cô anh cứu em rồi, cứu em. Thái ơi, để anh đưa em đi. Anh Thịnh, có gì thế ạ? Này, thằng Thái nó uống cái ly của cô rồi. Bây giờ đây, gọi đi, gọi cấp cứu, một mấy rồi gọi cấp cứu đi. Thì mới một thôi, không phải gọi. Sao lại không phải gọi? Em tôi sắp chết mà cô bảo là không phải gọi à? Không phải gọi. Chi rô ăn ngon á? Vâng. Cái này là chi rô ăn ngon á? Anh! Chi rô thật. Ừ. Hay nhỉ?
Sao lại bảo là thuốc ngủ là sao? Chú để anh giải quyết cho. Tính ra cô nên thi làm diễn viên là hợp lý đấy. Hả? Diễn sâu thế. Thế hóa ra là cô lừa tôi à? Không, anh ơi, em không có lừa anh. Chuyện em không có tiền là thật. Em mất 50 triệu cũng là thật. Nhưng mà chỉ có mỗi cái chuyện tự tử này là nó giả. À, tức là bây giờ cô giả chết để cô gọi là để làm cho tôi lay động, để cho có cái sự lòng tốt của tôi nó trỗi dậy, rồi để cho mọi người là góp tiền để giúp đỡ cô, giúp đỡ một người con gái dại dai à hả? Thì anh chẳng bảo là đồng nghiệp với nhau thì giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn còn gì thì tôi nói nhá, cô đúng là cái đồ bị bợ. Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời mà nếu nhà mình toàn là đàn ông chẳng có ai sẻ chia khúc hát một mái nhà.